Ok, hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái thông tin mới nhất của phiên bản cập nhật OB13. Điều đầu tiên mà mình muốn kể đến với các bạn, nó sẽ là cái nhân vật mới, nhân vật Moco, một nữ hacker. Và tính năng của nhân vật Moco thì khá là hay. Đó là nó khá là giống với tính năng khi mà các bạn bắn nỏ vào người đối thủ, nó sẽ hiện những cái biểu tượng trừ máu. Còn đối với nhân vật Moco thì khi mà các bạn bắn súng vào người kẻ địch thì nó sẽ hiện ra những cái mũi tên để chỉ hướng kẻ địch, để cho các bạn theo sát. Phải nói là đây là một cái tính năng vô cùng là ngầu anh em ạ. Tính năng thứ hai mà mình muốn kể đến cho các bạn trong cái phiên bản cập nhật lần này sẽ là một cái khu vực mới là nghĩa địa. Thì theo như mình được biết là nghĩa địa nó sẽ thay thế cho cái khu nông trại của chúng ta ở đây. Theo như mình thấy thì cái khu vực này nó có một cái thiết kế rất là độc đáo và nó hoàn toàn khác so với những cái nơi khác ở trên bản đồ đảo quân sự cũng như là đảo thiên đường. Và thêm một cái cập nhật nữa trong phiên bản OB13 của chúng ta sẽ là một khẩu súng mới AN94. Và đây thì nó là một cái loại súng trường mới và đang chờ đón anh em sử dụng ở trong phiên bản OB13. Có lẽ là mình sẽ kết thúc cái video này tại đây và hẹn gặp lại anh em trong những cái video tiếp theo.